Xin cảm ơn hai tiết mục rất sôi động vừa rồi của nam ca sĩ Địa Hải và nam ca sĩ Phạm Thanh Sang. Và xin hân hoan chào đón tất cả quý vị đại biểu, quý vị khách mời đã đến tham dự chương trình ra mắt Thần Tượng Nhân Dân 2023. Và lần đầu tiên Tâm Vinh Quang xin được gửi đến quý vị đại biểu, quý vị khách mời lời chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách mời thân mến, Thần Tượng Nhân Dân được ra mắt vào năm 2017 và trải qua nhiều năm hoạt động, chương trình đã tôn vinh những giá trị cao đẹp, những ý nghĩa cao cả trong lĩnh vực nghệ thuật và để tạo một sân chơi bổ ích cho cộng đồng doanh nhân được dịp thể hiện tài năng của mình cũng như là khám phá những khía cạnh mới của bản thân và từ đó tìm ra được những nhân vật vừa có tài vừa có sắc đúng với tiêu chí tâm tầm tài sắc và giọng. Và trải qua gần 5 tháng mà mùa dịch Covid-19 kéo dài bị trì hoãn nhiều lần và ngày hôm nay chương trình Thần Tượng Nhân Dân 2023 đã chính thức quay trở lại và đúc kết được nhiều kinh nghiệm từ những mùa giải trước. Tại Thần Tượng Nhân Dân 2023 mùa thứ tư, ban tổ chức hứa hẹn tạo ra một sân chơi đẳng cấp, hoành tráng và uy tín để chúng ta có được những sân chơi hoạt động bổ ích dành cho giới doanh nhân và thật bùng nổ cùng với phong cách chương trình hoàn toàn mới. Và bên cạnh đó, đây sẽ là cơ hội để tìm ra và tôn vinh những gương mặt doanh nhân xuất sắc và đó cũng chính là lý do mà chúng ta có mặt tại đây ngày hôm nay ra mắt chương trình Thần Tượng Nhân Dân 2023. Xin quý vị dành một tràng vỗ tay thật lớn và đồng nhiệt. Kính thưa quý vị thân mến, chúng tôi rất vinh hạnh giới thiệu đến sự hiện diện của những quý doanh nhân, quý nghệ sĩ, quý nhà báo và những gương mặt hết sức xinh đẹp là Hoa hậu, Nam Vương, Hoa Khôi, Á Khôi, Đại sứ Người Mẫu đã bớt chút thời gian quý báu đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bà Lê Thị Bê, chuyên viên chính Mặt trận Trung ương. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Hoa hậu Thu Hoài. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu nhạc sĩ Trường Huy. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu nghệ sĩ Minh Yến. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ca sĩ Long Nhật. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu nam ca sĩ Địa Hải. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ca sĩ Tiến Khoa. Xin được trân trọng giới thiệu Hoa hậu Phật Tượng Doanh Nhân Kinh Châu. Xin được trân trọng giới thiệu Hoa hậu Thần Tượng Doanh Nhân Nhật Nguyệt. Xin được trân trọng giới thiệu Nam Vương Thần Tượng Doanh Nhân Xuân Trường. Xin được trân trọng giới thiệu ông Từ Anh Kiệt, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Eagle Group. Xin được trân trọng giới thiệu ông Mai Đức Tuyên, Tổng Giám đốc Nhãn hàng Delifest. Xin được trân trọng giới thiệu ông Võ Tiến Khoa, Giám đốc Bất Động Sản Tiến Khoa. Xin được trân trọng giới thiệu ông Mai Tuấn Anh, trưởng phòng đại diện phía Nam tập đoàn Y Dược Sâm Ngọc Linh. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu nhà báo Phạm Ngọc Toại, trưởng đại diện báo Cô Sao chấm nghe tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu nghệ nhân quốc gia Nguyễn Đình Phúc. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đạo diễn biên đạo múa Nguyễn Lê Thanh Hải. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đạo diễn Catwalk Lương Hòa. Xin được trân trọng giới thiệu bà Trần Minh Thơ, giám đốc dự án của OHF. Xin được trân trọng giới thiệu quán quân và quốc xưa và nay, ca sĩ Gia Ly Trần. Xin được trân trọng giới thiệu đạo diễn Văn Tiến Luật. Xin được trân trọng giới thiệu CEO Nalisa Nguyễn. Xin được trân trọng giới thiệu bà Phó Thị Bích Trân, Chủ tịch Công ty Cổ phần Thương mại Sản xuất và Thiết kế Mỹ thuật A&M